Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có trên tay là chiếc Realme 9i, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Realme các bạn. Thì chiếc Realme 9i này nằm trong phân khúc giá tầm trung của Realme các bạn ha. Rồi, hiện tại là mình đang có chiếc hộp Realme 9i đây, màu vàng ha, vàng và đen. Bên hông là có chữ Realme 9i. Phía sau thì có những thông số kỹ thuật cơ bản như Qualcomm 680, pin 5000, sạc nhanh 33W, camera 50 megapixel ha. Rồi, mình đang có trên tay là chiếc máy màu xanh thạch anh các bạn. Ngoài ra thì Realme 9i này sẽ có thêm một phiên bản là màu thạch anh đen, hay màu của Realme ha. Rồi, thì ta tiến hành đập hộp xem Realme 9i này có gì đặc biệt bên trong không các bạn nha. Đây là sản phẩm chính, nhưng mà chính của chúng ta Realme 9i, nó màu xanh ha. Đó qua bên nha. Kiện kèm theo chúng ta sẽ có một cái ốp lưng trong một suốt luôn mà, và que chọc sim. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có ổ sạc. Ổ sạc nhanh 33W các bạn ha. Dây cáp sạc. AC. Không có tai nghe các bạn nha. Rồi, tiến hành đi vô sản phẩm chính nha. Máy màu xanh nè các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đây thấy được cái thiết kế lăng kính kẻ sọc các bạn nha. Các bạn sẽ thấy mặt lưng nè, kẻ sọc 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 đây. Bên hãng gọi là thiết kế lăng kính kẻ sọc. Thì Realme 9i sẽ có 3000 đường kẻ sọc mà được gia công với hiệu ứng lăng kính 3 chiều độc đáo trên chiếc máy nha các bạn. 3000 nha. 3000 là thông số của hãng công bố các bạn. Khi qua bạn nghiêng sẽ thấy những chiều ánh sáng sọc nè. Lấp lánh luôn. Rồi, ngày đầu tiên thì chúng ta ở đây chúng sẽ có cái màn hình IPS LCD 6.6 inch các bạn ha, với độ phân giải là Full HD LED. Rồi chúng ta sẽ có màn hình siêu mượt mà luôn các bạn, 90Hz nha. Cho chúng ta sử dụng những cái tác vụ cơ bản hoặc là game tương đối là mượt mà các bạn, không bị tránh đèn đạn giật lag nha. Rồi, về hiệu năng thì chúng ta sẽ có một hiệu năng tương đối là vượt trội luôn các bạn. Khi con Realme 9i này sẽ sử dụng con chip Qualcomm 680 và được phát triển trên tiến trình là 6 nanomet với xung nhịp là 2.4 GHz, mang đến chúng ta hiệu sức vượt trội luôn. Rồi về camera thì chúng ta sẽ có bộ 3 camera phía sau với độ phân giải lần lượt của camera chính là 50MP, camera phụ là 2MP và một camera phụ nữa là 2MP. Về camera chính 50MP thì khẩu độ là f1.8 các bạn ha. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một camera chân dung khẩu độ f2.4, độ phân giải 2MP, và thêm một camera phụ góc dễ chụp góc siêu cận 2MP nữa các bạn. Cái điều đáng tiếc trên chiếc Oppo Realme 9i này là nó sẽ không có cái camera để chúng ta chụp góc rộng các bạn. Nó chỉ có một camera chụp chân dung và chụp siêu cận thôi ha, không có chụp góc rộng và siêu rộng các bạn. Khá đáng tiếc trên chiếc máy này. Rồi về camera selfie chúng ta sẽ có camera với độ phân giải là 16 megapixel.
Thì cái độ phân giải camera phía trước này về 6 megapixel với rất nhiều tính năng vượt trội luôn. Tính năng là ông trên sẽ có tính năng chụp đêm nè, nhận diện khuôn mặt toàn cảnh, cho nhanh thời gian và xóa phông được chính trên cái camera selfie phía trước này luôn các bạn. Cái hộp khá là ngon ha. Về pin thì chúng ta sẽ có viên pin ở đây, viên pin với dung lượng là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là tối đa là 33W các bạn nha. Và củ sạc kèm theo máy cũng là được hỗ trợ tối đa 33W luôn. Với pin khủng 5000 thì chúng ta sẽ thoải mái mà chơi game, xem các phim và cả ngày dài luôn. Và ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn chế độ tiết kiệm pin, tiết kiệm điện chỉ cần 5% năng lượng cho thời gian và kéo dài lên đến là 49,9 giờ luôn bạn ha. Rồi, với viên pin 5000 này thì chúng ta sẽ có khoảng 995 giờ trong thời gian chờ, 48,4 tiếng khi chúng ta đàm thoại ha, và 2,20,7 giờ khi chúng ta sử dụng WhatsApp và sử dụng là nghe nhạc là 116,3 giờ. Thì những thông số này chỉ là mang tính chất tham khảo các bạn ha. Rồi, sạc nhanh 33W cho chúng ta sạc nhanh rất là nhanh, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều các bạn ha. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Realme 9i, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Realme, đang được mở bán tại thế giới rộng các bạn ha. Thì chiếc Realme 9i này hiện tại đang được bán với giá là 6.490.000 tại thế giới rộng. Và khi các bạn mua vào ngày 14 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1, hiện tại nó đang có chương trình flash sale rất là giảm được 200.000, chỉ còn là 2.490.000 thôi các bạn. 6.290.000 xin lỗi các bạn, 6.290.000 nha. Một phân khúc giá cũng khá là ok trong cái với cái cấu hình như vậy các bạn ha. Rồi, bye bye các bạn.